Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang ở giai đoạn khởi đầu và là cơ hội tốt để Việt Nam đi tắt đón đầu trong công nghiệp đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên thì ở Việt Nam, các doanh nghiệp vừa và nhỏ lại chiếm đại đa số và gần như là 90% máy móc và công nghệ lạc hậu, năng suất lao động thấp và thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Và Việt Nam sẽ đứng trước rất nhiều thách thức nếu không chủ động tham gia vào dòng chảy của cuộc cách mạng này, đặc biệt là đổi mới đào tạo và phát triển khoa học công nghệ. Đó cũng là những nội dung chính của diễn đàn cách mạng công nghiệp 4.0 vừa được Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội. Số hóa là nền tảng cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tuy công nghệ thông tin ở Việt Nam phát triển rất mạnh trong những năm vừa qua đã tạo tiền đề tốt cho Việt Nam sẵn sàng đón đầu cuộc cách mạng này. Tuy nhiên, nhân lực của ngành này lại đang thiếu trầm trọng và dự kiến đến năm 2020 sẽ thiếu khoảng 100.000 ứng viên ngành công nghệ thông tin. Mặc dù một năm của chúng ta thì cũng có khoảng chừng 30.000 sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, nhưng mà không phải tất cả những bạn ở trong cái số lượng sinh viên tốt nghiệp đó đều đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Và cái số lượng sinh viên hoặc là số lượng ứng viên mà có thể đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng hàng năm chỉ tăng khoảng chừng 8% so với cái số lượng mà gia tăng về nhu cầu tuyển dụng 47% hàng năm. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư có nền tảng là con người, trong đó nhân lực chất lượng cao là cốt lõi cho sự phát triển. Đây cũng là hướng phát triển mà Việt Nam cần chuẩn bị cho những thay đổi không ngừng trong tương lai. Việc này nó tùy thuộc rất nhiều vào yếu tố con người. Bởi vì nếu như chúng ta không có cái đội ngũ đủ giỏi và có cái đội ngũ phát triển đủ để mà chúng ta có thể nắm bắt được những cơ hội này, thì những cơ hội nó vẫn sẽ chỉ là cơ hội thôi và chúng ta sẽ không bao giờ tận dụng được nó.